Rồi, câu 1A nè. Câu 1A. 5x cộng 4y bằng trừ 2 và 2x trừ 3y bằng trừ 13. Thì đây chính là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn x và y. Thì mình sẽ có hai phương pháp cơ bản, đó là phương pháp thế và phương pháp cộng đại số. Thì đối với bài này Lợi sẽ dùng phương pháp cộng đại số, thì Lợi sẽ muốn mất y nha các bạn, bởi vì Lợi thấy ở đây dấu cộng nè, ở đây dấu trừ nè, khi cộng với trái lại thì nó sẽ mất mất y. Thì thứ nhất các bạn phải tìm bội chung nhỏ nhất của 4 và 3, được chưa ạ? Tìm bội chung nhỏ nhất của 4 và 3. Các bạn có thể sử dụng máy tính Casio thì các bạn sẽ ra 10, 12. Lấy 12 chia 4 thì được 3 nhân 3. Lấy 12 chia 3 thì được 4 nhân 4. Rồi, ta lấy vế trái nhân 3, lấy vế phải nhân 3. Vậy mình sẽ tương đương 15x cộng 12y bằng trừ 6. Tương tự ở dưới, ta nhân cho 4 ra 8x trừ 12y và trừ 50, 50 mấy à? 50, 52. Được chưa? Sau đó các bạn lấy vế trái nè, cộng vế trái, vế phải, cộng vế phải, đây cộng đây, thì đây cộng đây mất nè các bạn thấy không ạ? Và đây cộng đây ra 20, 23x bằng đây cộng đây ra trừ 50, 58. Đúng chưa ạ? Trừ 50, 58. Và ta viết lại một trong bốn cái phương trình này, thì lại thấy cái phương trình này nè, nó nhỏ nè, 5x cộng 4y bằng trừ 2. Vậy tương đương x bằng nhân nè, chuyển qua thành chia nha các bạn, nhân chuyển qua thành chia, vậy x bằng trừ 58 chia 23. Các bạn bấm thử coi nó ra số đẹp không ạ? Các bạn bấm thử ra trừ 58 chia 23 bằng, thì nó vẫn ra trừ 58, trừ 58 vẫn 20, 23. Được chưa? Rồi tiếp tục như vậy, ta sẽ thế x vào đây thì các bạn sẽ tìm được y nha các bạn. Thế vào nè, 5 nhân trừ 58 vẫn 23 cộng 4y bằng trừ 2. Thì tương đương x bằng trừ 58 vẫn 20, 23. Và rồi các bạn chuyển vế đổi dấu nhân chia cộng trừ thì các bạn sẽ tìm ra được y. Rồi các bạn lấy thằng này nè, nhân với thằng này rồi chuyển qua đây. Vậy là mình sẽ có gì ạ? À? Trừ 2 cộng 5 nhân cho 58, 58 phần 23 bằng, rồi chia cho 4 bằng, thì ra được 61 phần 61 phần 23. Sau khi đã xong rồi thì các bạn làm ơn làm phước kiểm tra lại bằng máy tính Casio để xác định coi hai cái nghiệm này nó đúng hay không. Thì đây nè, trước x là a nè, trước y là b nè, và đây là c. Các bạn bấm on mod 51, được chưa? A nè, 54 trừ 2, 54 trừ 2. Tiếp tục 2 trừ 3 trừ 13, 2 trừ 3 trừ 13 bằng. Thì mình sẽ ra một nghiệm là trừ 58 phần 23, một nghiệm là 61 phần 23. Vậy đúng rồi, vậy các bạn kết luận giúp lỡ. Vậy x y bằng trừ 58 phần 23 và 61 phần 23. Ok không ạ? Ok.